Tôn kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa cô chủ nhiệm, con là Phạm Thị Hương, pháp danh là Hiệu Lương Thiện, con đang sinh hoạt tại nhóm Hiến Thành Hải Dương. Con xin chia sẻ câu chuyện chuyển nghiệp bệnh trên thân của con trong ngày tu tập lễ ngũ bách danh. Con bị bệnh viêm phế quản, viêm họng mãn tính rất nhiều năm nay rồi. Và con cũng đã chữa rất nhiều nơi nhưng mà không khỏi. Xong đến năm 2017 thì con thấy hiện tượng người con bị suy kiệt sức khỏe và tay con bị run. Và con có đến bệnh viện nội tiết trung ương để khám sức khỏe thì bác sĩ bảo con bị suy giáp vì viêm quá chuyển sang suy. Và bác sĩ bảo con phải uống thuốc cả đời. Và con đã lấy thuốc về nhà để điều trị. Nhưng con uống thuốc thì lại bị phản vệ và bị dị ứng thuốc. Đến con phải cấp cứu vì dị ứng thuốc. Và bác sĩ bảo bệnh suy giáp thì chỉ có một loại thuốc thôi, không có thể thay thế thuốc khác được. Và lúc đó sức khỏe của con đã suy kiệt dần và con thấy người rất là yếu mà thuốc thì lại không uống được. Con đã bất mãn với bệnh của mình. Có lúc con nghĩ người cứ như thế này mà thuốc không uống được, một lúc nào đó sẽ bị sập nguồn. Và con đã nghĩ đến viết di chúc. Nhưng mà nhân duyên con biết đến chùa Ba Vàng, biết đến Phật Pháp và con đã được vào trong Pháp hội Thỉnh Oan Gia Trái Chủ năm 2018. Thì con được quý thầy hướng dẫn là về tu tập chuyển hóa, tu tập quyển số 8 hóa giải oan gia trái chủ trên sức khỏe thọ mạng. Và con đã phát nguyện tu tập trong hết quyển số 8. Thì lúc đó con lại uống được thuốc và con uống thuốc lại không thấy phản vệ nữa. Sức khỏe của con đã hồi phục dần dần và con đã trở lại bình thường. Nhưng bệnh viêm phế quản, viêm họng mãn tính của con thì bác sĩ bảo phải sống chung với nó cả đời vì nó bị viêm mãn tính rồi thì không thể khỏi được. Và hiện tại hàng ngày họng của con rất là đau. Nếu như con nói nhiều hoặc là tụng kinh lâu là cái họng của con sưng lên và như cái gai cắm vào họng. Con là ban cán sự ở trong đạo tràng nhưng con rất là xấu hổ vì chưa bao giờ con xung phong làm chủ sám. Vì con cứ nguyện hương bạch Phật xong thì cái họng của con nó lại sưng lên và rất là đau như là có gai cắm ở họng. Nhưng mà nhân duyên con được đủ duyên về tham dự tu tập lễ ngũ bách danh trong 3 ngày. Thì ngày đầu tiên con được dự buổi lễ khai đàn, con cũng tụng theo quý thầy, lễ theo quý thầy được 135 lễ. Thì cái họng của con lại sưng lên và đau như có cái gai cắm vào họng và con đã rất buồn. Con buồn rồi con phải rời khỏi pháp đàn, con xuống dưới sân. Và con nghĩ lại là cô chủ nhiệm chỉ dạy là nếu có gì bất thường thì hãy bạch Phật, sám hối và cúng dường cho oan gia trái chủ để hồi hướng. Và con đã vào trong ban Phật và con lễ Phật và con xin sám hối chân thật. Con xin phát nguyện cúng dường để hồi hướng cho oan gia trái chủ. Và con xin phát nguyện hàng ngày con sẽ lễ đủ 550 lễ để hồi hướng cho oan gia trái chủ đang tác động vào bệnh suy giáp, viêm phổi và viêm phế quản của con. Và cũng hạnh phúc thay là đến sáng hôm sau 4:30 con lên thời khóa cùng cái quý thầy. Con tụng theo quý thầy đủ 550 lễ mà họng của con thì lại không thấy đau như hôm trước nữa, mà lại không thấy như gai cắm vào cổ nữa. Con rất là mừng nhưng con cũng chưa dám chia sẻ với các đạo hữu. Và con để đến ngày hôm sau con phát nguyện cũng tụng kinh theo quý thầy, đọc đủ, đọc to lên để đủ 550 lễ xem họng của mình có thay đổi gì không. Thì hiện tại con thấy họng của con lại càng ngày nói lại càng thoáng ra, lại càng vang lên. Mà hiện tại thì con thấy họng con rất là bình thường ạ. Và con cũng rất là hạnh phúc vì bệnh của con rất nhiều năm nay không thể nào thay đổi được. Nhưng đến 3 ngày trong pháp hội này con lại thấy con tu tập thấy chuyển hóa rất là rõ ràng ạ. Và con xin tri ân Tam Bảo, tri ân chư tôn Đức Tăng Ni, tri ân cô chủ nhiệm
đã cho con được có nơi để tu tập, có nơi để soi sám hối và soi lại tâm mình, và được chuyển nghiệp bệnh trên thân này, con rất là hạnh phúc. Và con xin tri ân sư phụ, tri ân đại tăng, và con xin thành kính tri ân trên sư phụ đại đức tăng ni và cô chủ nhiệm ạ. Xin tùy hỷ các vị các đạo hữu đã tham gia chương trình lễ ngũ bách danh này ạ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Vâng ạ, xin chúc mừng cho Phật tử Phạm Thị Hương đã chuyển hóa nghiệp bệnh viêm họng, viêm phế quản mãn tính nhờ nhất tâm tu tập theo pháp đàn lễ ngũ bách danh. Vâng, chúng con kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đại chúng, Đức Quán Âm Bồ Tát có năng lực đại bi cứu khổ chúng sinh, thoát khỏi các nghiệp bệnh khổ trên thân. Chính bởi sự linh diệu tới nơi hạnh nguyện của Ngài mà khi nhất tâm tu tập, thành tâm lễ bái sám hối trong khóa lễ ngũ bách danh mà Phật tử Phạm Thị Hương đã chuyển hóa được nghiệp khổ trên thân. Mong rằng từ câu chuyện chuyển nghiệp của Phật tử Phạm Thị Hương sẽ tiếp thêm động lực, niềm tin nơi Phật Pháp để các Phật tử tinh tấn tu tập, mang lại bình an, hạnh phúc cho bản thân và mọi người xung quanh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính ngưỡng bái bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử, được sự cho phép trên sư phụ, sự cách cử của chư tăng, thì sư xin có mấy lời chia sẻ với đại chúng như sau. Trước hết thì sư xin gửi lời chúc mừng đến Phật tử Hương cũng như các Phật tử đã có sự chuyển hóa nghiệp bệnh trong chương trình tu tập lễ ngũ bách danh này. Thưa toàn thể đại chúng, thì chúng ta biết rằng thì Pháp Lục Hòa có năng lực rất là lớn, và sư phụ thì đã triển khai Pháp Lục Hòa cho tứ chúng tu tập, và nương vào Pháp Lục Hòa mà đằng tràng lễ ngũ bách danh được thiết lập để cho đại chúng chúng ta được tu tập để chuyển hóa nghiệp bệnh và các nghiệp khổ của mình, và nương vào năng lực của Pháp Lục Hòa mà đại chúng chúng ta được tăng trưởng công đức phúc báu rất là nhiều. Và chúng ta thấy có nhiều những câu chuyện chuyển nghiệp mà trong ngày hôm qua đến giờ chúng ta cũng được nghe một số câu chuyện điển hình. Đấy là nhờ vào năng lực của Pháp Lục Hòa mà chúng ta được có đằng tràng tu tập được tăng trưởng phúc lành như vậy. Và thưa toàn thể đại chúng, thì sư phụ thì có cái duyên với Ngài Bồ Tát Quán Âm. Từ khi bé thì sư phụ có kể câu chuyện là sư phụ lúc bé 7-8 tuổi khi niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Âm thì còn thấy hình tượng của Ngài xuất hiện trên bầu trời nữa. Đấy, và sư phụ thì cũng chọn cái ngày 19 tháng 6 làm cái ngày để cho đại chúng chúng ta phát tâm Bồ Đề tu tập. Và cái tâm Bồ Đề thì như chúng ta được nghe giảng hay trạch rằng là tâm Bồ Đề thì gì cũng không xa rời với Pháp Lục Hòa, bởi vì Pháp Lục Hòa thì là Pháp vô ngã và giúp cho chúng ta tăng trưởng tâm từ bi, tâm đại bi, mà tâm đại bi tức là cái tâm Bồ Đề vậy. Như vậy thì đại chúng chúng ta được sư phụ cho chúng ta, hướng dẫn chúng ta để chúng ta nương theo hạnh nguyện Bồ Đề của chư Phật, chư Bồ Tát, của sư phụ và đại tăng, để chúng ta phát được tâm Bồ Đề, phát nguyện Bồ Đề, rồi được học và thực hành Pháp Lục Hòa để tăng trưởng tâm đại bi. Và nay thì trong đàn tràng lễ ngũ bách danh thì chúng ta được gì? Được lễ tri ân Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, là chúng ta đang được thừa hưởng cái tâm đại bi của Ngài. Đấy, và chúng ta cũng làm chúng ta tăng trưởng được cái nguồn tâm kính tri ân, rồi chúng ta gieo được những cái hạt giống của cái tâm đại bi bằng cách là chúng ta gì phát nguyện Bồ Đề, phát nguyện tu tập Lục Hòa ở trong đạo tràng. Thế thì cũng mong rằng là các Phật tử, đúng không, trong câu lạc bộ, nhất là ban cán sự, thì chúng ta cũng nghe cô chủ nhiệm hướng dẫn cho chúng ta, rồi chặt chúng ta biết rằng là chúng ta có duyên rất lớn để chúng ta có thể tự cho mình tạo lập cái kho tàng đại bi bằng cách thực hành các cái công hạnh, các cái phần sự bổn phận của mình trong cái chức danh ban cán sự trong câu lạc bộ.
Thế còn các Phật tử mà chúng ta chưa có cái một cái công việc và cụ thể bằng như giống như các ban cán sự thì chúng ta cũng phải tu tập lục hòa và hãy xung phong vào các cái vị trí mình có khả năng, đúng không ạ? Để chúng ta cống hiến và được gì? Để chúng ta tạo lập kho tàng lục hòa, chính là kho tàng đại bi chúng ta. Đại chúng có đồng ý không ạ? Vâng, một lần nữa con xin cảm ơn các vị Phật tử đã có những câu chuyện chuyển nghiệp để cho đại chúng có thêm những liều thuốc tinh thần ngon bổ dưỡng và rất là lợi ích. Một lần nữa xin chúc toàn thể đại chúng tinh tấn tu tập, đạt được nhiều lợi ích trong pháp lục hòa. Chúng con xin tri ân trên sư phụ, tri ân đại tăng. Chúng con xin tri ân toàn thể đại chúng đã lắng nghe. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.